Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt thường làm gì để cầu đón năm mới an khang thịnh vượng, phúc lộc đầu năm? Cuộc sống hiện đại vội vã, phong tục nào của ngày Tết Nguyên đán đang còn được lưu giữ lại để mỗi người đều nhớ về cội nguồn tổ tiên? Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những chuyên gia phong thủy hàng đầu để tham khảo thêm về cách giữ những phong tục truyền thống cùng những mẹo hay để tạo ra một môi trường năng lượng tốt, thu hút tài lộc, vận khí trong năm 2024. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với chủ đề phong tục ngày Tết và đặc biệt là các vấn đề rất là được nhiều người quan tâm. Đấy là phong thủy trong những ngày Tết này. Trong sau những cái ngày ăn Tết vui vẻ thì rất nhiều người làm ăn, kinh doanh thì luôn luôn băn khoăn là chọn cái ngày nào để mà khai trương, mở hàng đầu năm. Và để giải đáp vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia phong thủy Song Hà, một người có rất nhiều kinh nghiệm, đã có 25 năm làm tư vấn về các vấn đề phong thủy. Xin chào chị Song Hà. Vâng, xin chào nhà báo Tiên Long và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì trước hết chúng tôi có một cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả đã để lại comment trên các chương trình trước đây mà chuyên gia Song Hà đã trả lời, là với người Việt và đặc biệt là cả người Trung Quốc và nhiều cái đất nước Đông Nam Á nữa, đúng không ạ, là coi trọng cái ngày khai xuân và mở hàng, thì chuyên gia có thể giải đáp là cái tục lệ này xuất xứ từ đâu, vì sao lại như vậy ạ? Thực ra thì với các cái nước mà có cái nền nông nghiệp phát triển thì là luôn luôn sẽ chú trọng về vấn đề ngày giờ. Nó khác hẳn với cái tư duy của các nước phương Tây. Tại vì ở nơi đó thì là mùa màng nó thuận lợi. Thế thì chính vì cái việc cũng nặng về nhìn thời tiết, xem ngày, xem giờ, thời điểm này, thời điểm kia, nó tạo ra một cái nếp là luôn luôn muốn chọn những cái việc quan trọng thì phải được làm vào những ngày tốt, giờ tốt. Đấy là cái truyền thống rồi. Nó xuất phát do cái đặc thù của thổ nhưỡng khí hậu mà dẫn đến là các nước phương Đông đa phần là rất chú trọng cái việc về chọn ngày, chọn giờ. Vậy thưa chuyên gia, theo quan niệm của phong thủy để cái chọn cái ngày giờ mà đẹp để khai xuân đầu năm ấy thì là căn cứ vào những cái yếu tố nào? Để chọn cái ngày khai xuân đầu năm ấy, thì đối với văn hóa phương Đông thì là bao giờ cũng sẽ tính toán dựa trên bản thể của cái người chủ doanh nghiệp, người chủ cửa hàng, người đứng chủ trong cái việc kinh doanh làm ăn đó. Thì người ta sẽ rất là chú trọng đến vấn đề về địa chi, tức là người ta sẽ không mở hàng vào những cái ngày có địa chi nằm trong tứ hành xung với tuổi của họ. Ví dụ những người tuổi Dần Thân Tị Hợi thì không bao giờ mở hàng vào ngày Dần Thân Tị Hợi. Những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi thì không bao giờ mở hàng khai trương vào ngày Thìn Tuất Sửu Mùi. Những người tuổi Tý Ngọ Mão Dậu không bao giờ mở hàng khai trương vào những ngày Tý Ngọ Mão Dậu. Thì đấy là một cái đặc thù về tính toán theo cái văn hóa phương Đông mà người phương Đông thường hay có cái duy tâm như vậy. Vậy chuyên gia có thể tư vấn cụ thể là trong cái năm mới Giáp Thìn này thì cái ngày mà phù hợp để khai trương mở hàng là ngày nào? Ngày nào là ngày đẹp và giờ nào là giờ đẹp không? Đầu xuân năm mới của năm Giáp Thìn ấy, thì do tùy vào cái đặc thù của các ngành nghề mà chúng ta sẽ nên có cái sự tính toán cho từ mùng 1 cho đến mùng 6 để cho mọi người sẽ có được cái việc mở hàng khai trương nó thuận lợi nhất. Ngày mùng 1 là ngày Giáp Thìn thì có các cái khung giờ đẹp. Khi mở hàng khai trương thì ưu tiên là sẽ mở hàng khai trương vào buổi sáng. Thì chúng ta sẽ mở hàng khai trương vào giờ, một là giờ từ 7 đến 9 giờ, hai là giờ từ 9-11 giờ. Vào ngày tiếp theo là ngày mùng 2 là ngày Ất Tỵ thì nên mở hàng khai trương vào giờ từ 7 giờ đến 9 giờ. Còn ngày mùng 4 là ngày Đinh Mùi thì nên mở hàng khai trương vào giờ từ 9-11 giờ. Ngày mùng 6 thì nên mở hàng khai trương từ 7 đến 9 giờ. Thế thì chúng ta cần ghi nhớ rằng là tùy từng gia chủ sẽ có những cái sự lựa chọn ngày nào cho phù hợp. Thế thì cái ngày mùng 1 ngày Giáp Thìn thì những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi chúng ta không nên mở hàng. Ngày mùng 2 là ngày Ất Tỵ thì những người tuổi Dần Thân Tị Hợi không nên mở hàng khai trương. Ngày mùng 4 là ngày Đinh Mùi thì những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi cũng không nên mở hàng khai trương. Ngày mùng 6 là ngày Kỷ Dậu thì những người tuổi Tý Ngọ Mão Dậu sẽ không nên mở hàng khai trương vào ngày này. Thế thì để chúng ta lựa chọn và phù hợp những cái ngày để mà tốt nhất cho chúng ta. Vâng ạ. Như vậy là với tư vấn của chuyên gia Song Hà thì ngay từ ngày mùng 1 Tết
là có thể là khai trương và mở hàng nữa. Đấy là cũng là ngày tốt và phù hợp với lại là kinh doanh đúng không ạ? Đúng. Và cái giờ tốt thì là giờ Thìn và giờ Tị đúng không ạ? Là đúng toàn rồi. Bộ trong trọn vẹn buổi sáng. Cả buổi sáng, 7-11 giờ ạ. Thế thì vậy thì cũng một số quý vị khán giả đặt comment ở dưới để đặt câu hỏi cho chuyên gia Song Hà là việc chọn ngày và giờ mở hàng xong rồi thì là ví dụ như là có khách hàng thì có cần phải chọn theo mệnh không ạ? Nhìn chung là cái việc chọn cái người mở hàng ấy thì sẽ chọn chủ yếu về đặc tính của con người trước tiên, bởi vì từ ngày xưa các cụ đã nói là một vía người bằng 10 vía tuổi, tức có nghĩa là tuổi dù có đẹp đến đâu nhưng cái con bản thể con người đấy không ổn thì sẽ không tốt cho cái việc mở hàng. Có nghĩa là gì? Đó là những người mà thứ nhất là xông xênh thoải mái, hay mua sắm. Đấy, phải chọn những người như thế, tính tình sởi lởi, hồ hởi, luôn luôn cười nói, mặt mũi sáng sáng tươi, rồi ăn mặc chỉn chu và họ có cái mối quan hệ tốt với cái người đứng chủ. Đấy là cái điều đầu tiên nhất. Sau đó mới nghĩ vấn đề chọn tuổi. Chọn tuổi thì đối với việc mở hàng thì không nặng nề, chỉ cần là chọn trong tránh tứ hành xung thôi, tức là những người tuổi Tý Ngọ Mão Dậu thì tránh không nhờ những người tuổi Tý Ngọ Mão Dậu, những người tuổi Dần Thân Thị Hợi thì tránh không nhờ những người tuổi Dần Thân Thị Hợi, và những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi thì tránh không nhờ những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải nhớ rằng là kể cả là tuổi có xung đi chăng nữa, nhưng nếu mà người ta đặt yếu tố về con người ấy, tốt vía đấy, vía may đấy, cái động chạm vào hàng quán nào là hàng quán đấy bán như tôm tươi thì chúng ta phải coi trọng yếu tố con người đã. Bởi vì các cụ ngày xưa đã nói rất kỹ rồi là một vía người bằng 10 vía tuổi, cho nên chúng ta không nên nặng nề lắm về cái câu chuyện về tuổi. Vậy thì cái vấn đề mà trong cái ngày khai trương mở hàng ấy thì các cái gia chủ nên thực hiện những cái nghi lễ như thế nào cho phù hợp với lại là cái phong tục hoặc là cái nghi lễ mà các cụ đã để lại? Đúng rồi ạ. Với cái việc khai trương mở hàng thì hầu hết ấy, những gia đình nào mà họ kinh doanh tại chỗ kinh doanh họ có cái ban thờ thần tài thổ địa thì họ sẽ lên hương ở ban thờ thần tài thổ địa. Còn nếu mà kinh doanh mà họ không có ban thờ thần tài thổ địa mà chỉ có ban thờ gia đình thôi thì họ cũng phải lên hương ở ban thờ gia đình để cầu nguyện, báo cáo các cụ với việc là ngày hôm nay là con mở hàng khai xuân, con đã nhờ cái tuổi người này sinh năm này bước chân vào trong cửa hàng cửa hiệu kinh doanh để mà làm cái thủ tục mở hàng cho con, để con được vạn sự hanh thông, vạn sự may mắn. Thì có cái sự báo cáo như thế thì là dâng lên cái đồ lễ của cái cúng mở hàng khai trương ấy thì cũng không phức tạp nhiều, mà nó chủ yếu là đồ chay thôi, tức là hoa quả thôi. Còn một số những ngành nghề ví dụ như là họ bán phở, bán bún hoặc là bán những thứ đồ ăn ấy, hoặc là bán cà phê thì kiểu gì cũng phải có những thứ đồ đó ở trên ban thờ mà lúc mở hàng khai trương. Tại vì những thứ đồ mà mang tính chất về ẩm thực ấy là sẽ luôn luôn phải được bày ở chỗ hoặc kể cả bán trái cây thì cũng phải có những cái loại trái cây đặc dụng mà họ chuyên bán bày lên trong cái chỗ ban thờ của hôm mà họ tiến hành nghi lễ khai trương mở hàng. Vậy thì là để mà chuẩn bị cho cái nghi lễ khai trương mở hàng ấy thì các gia chủ, các nhà kinh doanh cần phải chuẩn bị đồ lễ như thế nào? Có cái điều gì cần lưu ý không thưa chúng ta? Đối với ban thờ mà nếu không có ban thờ thần tài tổ địa nhé, ban thờ gia tiên này, thì trong cái ngày khai trương mở hàng thì gia đình có thể bày một mâm đĩa hoa quả, không bắt buộc phải là ngũ quả, một mâm đĩa hoa quả mới, có thể là trên bàn thờ lúc bấy giờ vẫn còn đang có mâm ngũ quả, vẫn phải có một đĩa hoa quả mới. Rồi thì có tùy vào số lượng bát hương ở trên bàn thờ mà sẽ có số lượng các cái đĩa xôi với cả khoanh giò ở phía trên. Đấy, thế là có đủ đồ mặn, đồ chay, rồi một đĩa bánh kẹo và phải có một đĩa gạo và đĩa muối. Tiền thì tiền vàng thì chỉ cần có tiền tiền âm tiền dương, tiền vàng âm dương tức là như này, tiền vàng thiên địa tức là chúng ta trong cái phong tục cổ ấy chúng ta chỉ có hai loại tiền vàng thôi, đó là cái loại tiền vàng mà nền đỏ có cái mặt giữa là được thép vàng, đấy được gọi là vàng tiền địa, gọi là tiền địa đấy. Còn tiền thiên nó là cái tiền mà nền vàng xong có các cái hình đồng xu màu đỏ xếp liên tục đấy, trông như mạng nhện ấy. Đấy thì đấy là gọi là tiền thiên. Thì bao giờ phải có mỗi một bát hương sẽ phải có 10 tập thiên, 10 tập địa
để mà chúng ta coi như là kính lễ của việc cúng mở hàng khai trương. Còn ở ban thờ thần tài thổ địa thì về đồ lễ thì là luôn luôn phải có là cái thịt heo quay, phải có bánh bao nhân thịt, thì hai cái đó phải chia hai đĩa. Vì riêng cái ban thờ mà thờ các vị thần tài, nếu mà thờ hai vị gọi là ban thờ nhị vị thần tài thổ địa thì là sẽ có hai đĩa đồ mặn, nhưng nếu mà là thờ ba vị thì phải có ba đĩa đồ mặn, còn chung một đĩa hoa quả đấy. Và chúng ta lưu ý là riêng với thờ thần tài thổ địa lại có tiền riêng của thần tài thổ địa, thì nó được gọi là tiền thần tài, thì chúng ta sẽ mua tiền thần tài để cúng trong cái ngày lễ khai trương mở hàng. Tiếp theo chúng tôi có một cái câu hỏi mà một nữ khán giả tên là Quỳnh Trang có đặt ở trên cái video của chúng tôi, muốn chuyển đến chuyên gia Song Hà. Là bạn Quỳnh Trang có hỏi là những cái điều kiêng kỵ trong cái ngày khai trương mở hàng. Ví dụ như là bạn ấy có nói là theo em được biết thì chúng ta không nên quét nhà, không nên soi gương trong cái ngày mà là khai trương mở hàng để tránh những cái việc đổ vỡ, đúng không ạ? Chuyên gia có chia sẻ cụ thể hơn về cái vấn đề mà những cái điều kiêng kỵ như thế nào? Trong cái ngày khai trương mở hàng thì nó có mấy cái điều kiêng sau. Tức là thứ nhất, không phải là kiêng soi gương mà kiêng không để bị gương vỡ, hoặc là kiêng không để gương soi vào nơi thờ cúng, hoặc kiêng không để gương soi ra cái cửa bán hàng, cái cửa mà người ta bán hàng ta bước vào đấy, thì là không nên soi gương, vì như thế cái hình ảnh phản chiếu nó sẽ làm cho thu lại cái hình ảnh nó rất là đen tối, nó bị ngược sáng mà. Tức là gương là phải treo đúng chỗ và không nên treo ngược sáng đối diện với cửa của cái quầy kinh doanh. Tiếp theo nữa là rất cần chú ý là không nên là tức là chúng ta nên quét dọn, tiến hành cái việc quét dọn hoặc vệ sinh, tổng vệ sinh từ ngày hôm trước. Chứ còn không nên, nhất là những cái người mà khai trương mở hàng mùng 1, mùng 2 thì không nên quét dọn vào những cái ngày đó, mà nên quét dọn vào ngày mùng 3. Đấy, thì tất cả các việc tổng vệ sinh nên trước đó, nên tầm những cái ngày trước Tết ấy, 28, 29 rồi 24, 23. Tại vì sao? Vì năm nay nó có cái 3 cái ngày lập xuân là 25, 26, 27 thì lại cũng kiêng tổng vệ sinh, thì là chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thế còn nữa là trong cái ngày mở hàng ấy thì là người ta rất là kiêng những người có vía giữ. Tức là những cái người mà chúng ta biết là họ tự nhiên nhiều khi chúng ta sắp xếp người mở hàng, nhưng mà thấy cửa hàng mở ra người ta ập vào người ta ăn, hoặc người ta ập vào người ta mở hàng, người ta thành mở hàng ngẫu nhiên đấy, mà người ta vía không tốt, thì chúng ta kiêng như vậy thì chúng ta phải tiến hành cái việc đốt vía. Với người nữ thì chúng ta đốt vía bằng lửa và chạy vòng quanh cửa hàng 7 vòng. Còn với người nam 9 vòng, còn với người nam thì chúng ta sẽ chạy vòng quanh cái quầy hàng 7 vòng. Đấy, thì để đẩy đi những cái năng lượng xấu. Đang nói cái chuyện về khai trương mở hàng thì tôi có một cái câu chuyện này cũng khá là vui, không biết là chuyên gia có sẵn sàng chia sẻ không. Tôi có một người bạn thì cũng là nhà kinh doanh, thì chị ấy có hỏi là nhân chuyện khai trương ấy thì cái việc vợ chồng, tức là trong những ngày Tết thì họ có muốn là sinh hoạt vợ chồng với nhau thì có kiêng kỵ gì không ạ? Đúng rồi, nếu mà trước cái hôm mà làm cái nghi lễ khai trương mở hàng ấy là tuyệt đối tránh cái việc đó trước một hôm đấy. Thế còn là thực ra với cái phong tục văn hóa của người Việt Nam ấy thì ba cái ngày đầu năm là kiêng hoàn toàn, mùng 1, mùng 2, mùng 3, cho nên cố gắng giữ gìn thì bắt đầu mùng 4 thì, nhưng nếu mà mùng 4 mở hàng thì phải sau khi khai trương mở hàng xong, buổi tối mùng 4 thì mới được triển khai. Cảm ơn chuyên gia Song Hà. Như vậy là người bạn của tôi cũng đã có thể là có câu giải đáp cho cái câu hỏi của mình rồi. Vậy thì còn một cái điều nữa, tức là ngoài cái việc là các cửa hàng mở hàng thì những cái hàng mà bán các cái đồ, ví dụ như là đồ ăn, đồ uống, đồ vật tiêu dùng hàng ngày ấy, thì người khách đầu tiên mua ấy thì chắc chắn là người mở hàng rồi, đúng không ạ? Thưa chuyên gia, vậy thì đối với lại là những cái người khách đấy thì gia chủ nhà kinh doanh cần có lưu ý gì ạ? Tức là nếu mà chúng ta có sự sắp xếp sẵn rồi thì nó dễ, chúng ta sẽ nhắc nhở trước là khi họ giả tiền là chúng ta sẽ không giả lại, dù họ đưa đồng tiền bao nhiêu tiền. Thế nhưng nhiều khi nó có cái sự ngẫu nhiên là cái người mà chúng ta sắp xếp còn chưa kịp đến thì đã có cái người mà ngẫu nhiên đến ấy, thì chúng ta nhớ là không trả bằng tiền mặt, chúng ta sẽ chuyển khoản trả khi phải trả lại. Có thể họ giả mình bằng tiền mặt nhưng mình sẽ không giả lại họ bằng tiền mặt, mình sẽ giả bằng chuyển khoản.
để tránh cái hành động là bị đưa tiền gửi lại họ trong cái việc mà họ là người khách đầu tiên. Thế đấy là cái điều mà chúng ta phải rất là chú ý. Hai, nếu mà chúng ta đã có sự sắp xếp ấy, thì chúng ta nên sắp xếp cho cái người mở hàng chúng ta đã sắp xếp trước, đưa trước cho họ những cái phong bao, để khi họ đến mở hàng, ngoài việc họ trả mình cái tiền là cái tiền họ mua cái đồ vật của mình hoặc sử dụng đồ vật của mình, thì họ sẽ hào phóng, họ mừng tuổi chúng ta. Thì đấy là một cái điều rất là may mắn. Và nếu có ban thờ thần tài thổ địa thì nên để luôn các cái phong bao vào ban thờ thần tài thổ địa nữa. Đấy người ta gọi là cái vía đỏ cho cái ngày khai trương mở hàng. Rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích của chuyên gia phong thủy Song Hà. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì quý vị đã xác định được cho mình là cái ngày mà mở hàng khai trương trong năm nay, và chọn cho mình được là cái người mà hợp tuổi của mình để mà khai trương một cái là thật là may mắn và có một năm mới kinh doanh phát tài. Nhân dịp năm mới thì chương trình cũng xin kính chúc cho quý vị một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và đặc biệt là các quý vị mà trong công tác kinh doanh thì thật nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt.